tên là Hiển yêu biển. Hiển yêu biển? Dạ. Hả? Cái gì? Tên gì bạn? Dạ, Hiển yêu biển chị Cát Tường ơi. Hiển yêu biển. Bạn bao nhiêu tuổi? Dạ em năm nay 23. 23 tuổi, đang làm nghề gì? Dạ đang làm hướng dẫn viên du lịch. Hướng dẫn viên du lịch. Ước gì bạn gái của bên đây tên biển nè. Dạ bây giờ mời bạn gái của chúng ta bước ra sân khấu. À, chào biển. Biển tên gì? Chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh. Chào bạn. Em tên là Xuân. Tưởng đâu tên biển, tại bên kia tên là Hiển mà yêu biển. Đổi là hình Hiển yêu Xuân đi nha. Xuân ơi, năm nay Xuân bao nhiêu tuổi? Dạ, năm nay em 24 tuổi. 24, Xuân đang làm gì nè? Em đang làm nhân viên văn phòng. Còn bạn Hiển yêu biển, bạn làm du lịch mấy năm rồi? Dạ, em làm du lịch được 4 năm. Nếu như có một người nào đó họ muốn đi du lịch nước ngoài mà họ muốn đi nguyên gia đình, bạn có dám mời đi không? Dạ, không có tiền đâu mời. Nếu như cả gia đình của người yêu em muốn đi, em có dám mời không? Dạ dám. Không có tiền sao dám? Không, lúc đó thì sẽ có tiền để đi chứ. Chưa. Đó, ta đi vay mượn ta cũng phải mời đúng không Hiển? Dạ. Hiển ơi, mà hồi nãy em giới thiệu em bao nhiêu tuổi chị nghe chưa rõ? Em 23. Bên đây 24. Em có ngại quen bạn gái lớn tuổi hơn mình không? Dạ không chị ơi. Trời ơi. Em thích. Thích gì? Dạ em thích bạn gái hơn tuổi. Em đi làm nhiều khi cái thời gian của em á, nó không có để mà em có thể quan tâm cho người ta. Cho nên là khi mà em có bạn gái lớn tuổi hơn thì cái trải nghiệm của họ nó sẽ nhiều hơn em. Thì họ có thể chia sẻ và thông cảm cho em được một phần. Có nghĩa là em đỡ phải mất công chăm sóc người ta, mà người ta phải chăm sóc lại em. Dạ họ không phải vậy. Lúc nào chăm sóc được thì phải chăm sóc thiệt nhiều để bù lại những lúc không chăm sóc được. Sao Xuân thấy sao? Xuân có ngại quen với bạn trai nhỏ tuổi hơn mình không? Dạ không, miễn sao là người ta biết suy nghĩ thôi chị. Chứ đừng có trẻ con quá mà tối ngày cứ nhõng nhẽo hoài là em không có thích đâu. Không, chị thấy mà dám mượn tiền đãi cả nhà, dẫn cả nhà bạn gái đi du lịch là chị thấy biết suy nghĩ rồi đó. Bây giờ mình hình dung tưởng tượng xem cái mẫu người lý tưởng của mình như thế nào. Phải tạo cho em được cái ấn tượng đầu tiên, biết thông cảm và chịu khó trải nghiệm chung với em. Ví dụ em rủ đi du lịch bụi thì cũng sẵn sàng xách ba lô lên đi với em, không có ngại. Em rủ người ta đi nhưng mà người ta đi rồi đó, nhưng mà đi thì ăn ở đi lại tiền đó ai chịu? Dạ em chịu nhiều hơn. Nghĩa là bên kia có hùng. Dạ bên kia có hùng. Tại sao phải hùng? Thường thường nam phải trả cho nữ chứ hùng gì? Dạ em nghĩ là cái gì mà chung làm thì nó mới vui. Em có bắt người ta hùng nhiều hơn em không? Dạ không. Em con trai vẫn phải ga lăng, không phải hùng nhiều hơn. Sao bạn nói vậy em thấy sao? Đi chơi phải có hùng tiền đó nha Xuân. Nếu mà bây giờ bạn nói vậy thì ok, mình chơi kiểu Mỹ đi. Có nghĩa là em sẵn sàng hùng phải không? Dạ. Cái anh chàng bên đây là một anh chàng khá điển trai, rất là rành về tâm lý phụ nữ, có duyên trong giao tiếp. Nói chung là hình dáng ngoài thì nhìn rất bắt mắt, nhưng mà không hiểu lý do tại sao bạn lại ế mà bạn đến đây bạn ngồi đây, tôi không hiểu được. Đặc điểm công việc của em nó cũng khó khăn về mặt thời gian. Khi muốn hẹn hò thì bắt buộc là phải cuối tuần, đưa đi ăn, đi uống, đi xem phim, rồi đi cà phê hoặc là đưa đón các kiểu. Còn em những ngày đó em đi làm mất tiêu, nên là em không có thời gian hẹn hò và tìm hiểu. Mà mấy cô giờ chắc cũng không cô nào mà chịu vậy đâu. Em hỏi cuối tuần gặp nhau không? Hỏi kêu chịu không? Hỏi thử coi. Dạ dạ từ từ. Cứ hỏi thử coi, nếu thời gian gì không chịu thì mình ngưng luôn, khỏi cần gặp luôn. Tự nhiên nhiều khi chứ trước đám đông người ta ngại, người ta không nói thì sao anh? Đâu cái tâm lý nhiều khi người ta nói tao không thích, tao nó không thích à? Dạ anh cho em thời gian thuyết phục. Nhiều khi không thích nhưng mà tao mở mặt lên, tao thấy mặt tao thích là cái gì tao cũng chịu. Anh Linh này không có hiểu tâm lý hết trơn. Nghe sơ sơ vậy rồi đó. Thời gian dành cho bạn gái nhiều là không có đâu, ham đi kiếm tiền. Thì quan điểm em thấy trong tình yêu như vậy em thấy sao? Dạ kiếm tiền là tốt chị. Để em thích tiền lắm. Đúng. Vấn đề là bỏ mình ở nhà đi kiếm tiền về có chia cho mình hay không mới là quan trọng. Đúng không? Đúng rồi. Nói cho vui nhưng mà giờ chị hỏi em rất là dễ thương. Tại sao em lại không có được tìm được người bạn trai cho mình mà phải nhờ đến chương trình? Có thể là do em khó tính chị. Khó tính là khó tính chỗ nào? Thí dụ như mình ngồi ăn đi mà mình chống tay hay là mình làm rơi đũa ngoài em cũng khó chịu nói chuyện đó lắm. Trời ơi con trai vô ý vô tính lắm em ơi, cái chuyện rớt đũa rớt tay rồi là chuyện bình thường. Em có đưa ra cái mẫu người lý tưởng của em như thế nào không? Ngoại hình thì nhìn phong độ. Phong độ là sao? Cỡ như anh Quyền Linh đó. Anh phong độ hả? Cảm ơn em nha. Rồi biết lo cho sự nghiệp, chăm sóc cho gia đình nhiều. Lo cho sự nghiệp thì thấy bên kia lo rồi đó. Mà có chăm sóc gia đình hay không thì chị chưa biết. Điều gì em không thích ở người bạn trai của mình? Em không thích người ta để móng tay dài. Nhìn ghê lắm chị ơi. Bên kia có không? Cắn trước khi tôi qua đi nghe. Có để chút xíu để buồn buồn đánh đàn rồi nghe được chị. Được không em? Cắt đi. Cắt đi. Cái gì không thích nữa không? Ngoài cái móng tay dài. Ở dơ chị.
Trời ơi. Em nhìn anh bên đây bảo đảm với em. Sao? Bây giờ ghê. À, làm gì đâu mặc quần áo thấy ghê như vậy. Xẻ tay ra coi. Thấy muốn tay về thòn được không? Không, bên đây sát nè, được, được. Bữa nay hình như hên có cắt hay sao á. Thằng bé đây dễ thương nè, công nhận răng đẹp dễ sợ luôn. Tóc đẹp. Dạ, răng khểnh. Khởi đâu khởi, thụt ra thụt vô tùm lum mà khởi cái gì? Đó là liên quan gì cái chuyện. Coi coi làm sao thì tao muốn coi gì, tao làm mai làm mối, tao có quyền. Đứng lên coi giọng coi, đứng lên. Quá. Wow, được, bé mét, này xinh nè. 1m4. Được, được, cao nhiêu? Dạ 1m81. Khó không? Dạ thiệt. Rồi được rồi. Ủa, duyệt quá. Đồng ý. Dạ em nè, cảm ơn. Đi làm kiếm tiền là được rồi, nhưng mà về có chia cho bạn gái không? Dạ có chứ. Đúng không? Tại vì mà ta thiệt thòi, ta dạ. Quen với mình mà lễ người ta phải ở nhà có một mình chơi vơi, mình đi làm kiếm tiền về thì mình phải có quà cáp, phải có chia sẻ chút đỉnh. Em ngồi đi kiểu dạ. Các tường khổ khổ lắm. Đồng ý không? Dạ được, cái là đi tới đâu cũng chịu khó mua quà gì cho bạn gái hết trơn. Đó, vậy thích đó. Dạ. Em mốt mua nhớ kèm cho chị miếng dạ. Nhỏ nha. Chị giờ thấy dễ thương rồi đó, không biết em sao thôi đó. Bây giờ anh hỏi em này, em có khuyết điểm gì không? Dạ có, hơi nóng tính. Không được đâu, nóng tính nhiều quá không tốt ha. Dạ, bốc đồng. Cái này hơi nguy hiểm nha, nhiều khi bốc đồng quá là mệt lắm đó nha. Em đang sửa, đang kiềm chế. Đúng rồi, khuyết điểm gì nữa? Ham chơi. Cái này mệt nữa nha, rồi còn gì nữa? Không, dạ hết rồi, nói nữa là chơi á. Sợ giấu. Từ từ. Ưu điểm nè, nói thoải mái luôn nè, ưu điểm. Vui vẻ, nhiệt tình, năng động. Có mấy cái lẻ tẻ lên tên như là hát được, đàn được, làm MC được, kể chuyện cười được. Thôi giấu bớt đi, tao biết nhiều quá không được. Thôi cái này phải khoe, cái này không có giấu. Cơ hội chứng tỏ đâu có nhiều không, đâu anh. Hát đi, hát đi, hát đi. Hát bài đó gì, tình yêu chẳng hạn. À, hát mấy câu trong cái bài mà hay hát cho khách du lịch nghe. Rồi. Anh muốn được cùng em về vùng biên vắng, mình sẽ sống những ngày hè nhum nắng, dưới bóng dừa là lời sẽ nói yêu em mãi, nói những lời yêu thương đã từ lâu ôm ấp trong lòng hoài. Hay quá đi bé ơi. Có duyên rồi đó, được dạ, đó. Em cảm ơn. Này chắc cô gái nhiều lắm nè. Hello. À. Chào được lắm. Em thấy anh chàng mình nó sao, có duyên lắm á. Em thích những cái người vui vẻ, gọi là năng động vậy không? Mà có bộ chắc gái theo nhiều lắm anh ơi. Em ghen dữ lắm á. Dạ. Ghen quá không có tốt rồi em. Vấn đề là người đó gái theo nhiều nhưng mà người ta theo em là được rồi. Em cũng nhiều trai theo chứ bộ. Đúng không? Người ta theo mình theo, quan trọng là do mình thôi. Em thấy cũng được đấy. Giờ kéo màn lên đi. Kéo màn lên. Nhiều nhắm mắt thở ra chứ hả? Coi cái tóc ông chỉ. Chúng ta có 2 phút. 2 phút bắt đầu. Chào anh. Dạ chào Xuân. Có quà tặng Xuân ha. Gì chào gì thân thiện quá vậy? Đây là một chiếc khăn rằn. Chiếc khăn gió ấm hả? Khăn này khăn nắng. Khăn này tặng cho một người mà mong muốn sau này sẽ rủ người ta đi du lịch cùng mình. Công việc nói đi nhiều hả? Đi nhiều thì một tháng đi bao lâu? Một tháng nếu mà tháng bình thường thì đi khoảng 15 ngày. Mà tháng mà cao điểm thì đi khoảng 20 tới 25 ngày. Công việc nó là như vậy nhưng mà bù lại sẽ có những khoảng thời gian rỗi vào đầu tuần. Ví dụ một tuần 7 ngày thì sẽ đi 3 ngày, 2 ngày. Hoặc là những ngày còn lại thì sẽ có khoảng thời gian rỗi. Tức là mặc dù cái thời gian biểu nó hơi khác thường một xíu nhưng mà chắc cũng chấp nhận được. Cảm nhận về người bạn gái ngồi phía trước mặt. Dạ rất là thẳng thắn. Ở những cái chi tiết nhỏ mà cũng nói thẳng được nhau là em thấy rất là thẳng thắn rồi. Còn bạn thì sao Xuân? Em thấy bạn cũng duyên mà có vẻ hơi trẻ con. Không phải lần đầu có người nói trẻ con đâu. Từ từ mới chứng tỏ được là người lớn như thế nào. Có thích đi du lịch không? Có. Có thích chụp hình không? Có. Có đem xe máy chụp hình nè, nhờ anh Linh chụp giùm cho tấm nha. Mình trời có ơi, cái tính hay là quan sát ảnh người ta chụp lắm. Cho nên là ai mà để ý mình hay là thích mình á, mà chụp hình là mình nhìn cái tấm hình đó là mình sẽ biết rồi. Nên bạn thử xem. Thử thôi. Ủa đâu có thời gian chụp hình đâu. Dạ xong rồi. Rồi giờ đưa cho bạn nữ ta coi, ta nhận xét nè. Trời đất ơi. Đây là cái khung hình mà mình chụp ha. Có hai người nói luôn đi.
Hết giờ sao? Dạ. Nhìn hình thấy sao? Được không? Nhìn biết chịu rồi. Rồi mời hai bạn để tay vào nút bấm. Đây, lên đây. 1 2 3. Hết thời gian. Lên đây, lên đây. Chúc mừng hai bạn. Choàng cái khăn lên nha, cho nó đẹp đó. Khăn bạn trai tặng choàng lên, nắm tay nhau. Trời ơi, có quà trong này nữa nè. Thấy chưa? Không mở ra là đâu có nhận thấy. Choàng khăn vô đi em, cho nó ấm. Đó. Rồi, sẵn ôm hôn luôn đi. Thôi, không chưa được anh ơi. Bạn nữ cảm nhận thế nào? Em thấy bạn này chu đáo, cũng rất là quan tâm bạn gái. Còn cái tấm ảnh hồi nãy chụp thì em nhìn tấm ảnh em thấy sao? Bạn này chụp thì ngay cái góc em đẹp nhất. Và em thích chụp cái góc đó nhất, nên là em mới bấm nút. Hiển hay hay hơn vậy? Em biết rồi. Bây giờ cảm xúc của em thấy thế nào? Rất là hồi hộp. Nắm tay nhau cái đi cho hết hồi hộp. Cười cái gì không biết nữa, mình trẻ trung hiện đại mà. Nắm tay nhau đi. Các bạn nắm tay nhau và chúc mừng hai bạn. Em tên là Thanh, họ tên đầy đủ là Phạm Chí Thanh. Phạm Chí Thanh, dạ, bạn đang làm nghề gì? Em làm nhân viên kinh doanh sữa. Đang bao nhiêu tuổi? Dạ, 30 tuổi. 30 tuổi, nhân viên kinh doanh sữa. Và bây giờ mời bạn nữ của chúng ta, xin mời bạn. Chào anh Quyền Linh ạ. Chào bạn. Bạn tên là gì? Dạ, em tên Khu Ái Ngọc. Thu Ái Ngọc. Ngọc bao nhiêu tuổi? Dạ năm nay em 31 tuổi. 31, dạ hôm nay sao mình làm mai mối toàn là nữ lớn hơn nam không vậy ta? Ngọc hiện đang làm công việc gì Ngọc? Dạ em làm nhân viên trực tổng đài trong công ty á chị. Bạn bao lâu rồi không có bạn trai? Dạ cũng lâu ạ. Lâu là bao lâu bạn? Chắc cả 10 năm. 10 năm? Bây giờ đến với chương trình mình có định tiến tới hôn nhân luôn không nếu như phù hợp? Nếu mà phù hợp thì chắc tìm hiểu chắc cả 1 năm. Nếu mà được thì mình sẽ tiến tới hôn nhân chứ chị. Đúng rồi, 31, 32 tuổi là lấy chồng là vừa rồi. Bạn à. Bạn bao lâu bạn chưa có người yêu? Hơn năm lâu. Trước đó thì sao? Trước đó có một người. Từ đó giờ có một người thôi hả? Dạ. Chia tay lâu chưa? Chia tay hơn 6 tháng rồi. Hơn 6 tháng gì thì kiếm người yêu khác hả? Không, cái đó là quan niệm sống khác nhau á. Nên không có hợp rồi. Mỗi người đi một đường. Mà mối tình đó quen được bao lâu mà chia tay? Quen nhau cũng 6 tháng. Vậy là bạn này thích con số 6. Tôi thấy bạn bên đây mặc áo lạ lắm nhỉ, gì? Dạ, áo thì nguyện đồng cảm á. Đồng cảm hả? Ủa sao? Là sao bạn? Thứ bảy chủ nhật rảnh á là em hay đi đăng ký những cái hội từ thiện á. Đi hỗ trợ những người mà khó khăn á. Chiều nay là em quay xong là chiều em qua Ninh Thuận anh. Cảm ơn những cái tấm lòng của bạn. Rất hay. Thế bình thường Ngọc có khi nào đi làm từ thiện không? Chủ nhật là em hay đi phát quà hay là phát quần áo gì đó. Vậy là hai người thấy cũng có một cái sự đồng cảm với nhau. Bạn tự giới thiệu về mình một chút xíu, thì cá tính của mình hay sở thích của mình chẳng hạn. Em thích chế biến những món ăn. Hiện giờ em đang nghiên cứu những món ăn chay dinh dưỡng đó. Bạn nam có thích ăn chay không? Dạ có chị. Bên đây là chế biến các món ăn chay đó. Mình, dạ, mình càng tốt chị. Càng tốt ha, thấy hai người này có nhiều điểm tương đồng rồi nè. Mấy lần em chế biến em chuẩn bị đội đầy đủ hết rồi. Em chế biến xong một món nhìn rất là đẹp. Nhưng mà em chế biến xong có mình em ăn. Em ăn hoài em ngán. Bây giờ thiếu người phải không? Đó. Một người thích ăn chay, một người thích chế biến đồ ăn chay. Còn gì nữa mà không chịu sáp vô? Bạn có ngại bạn nữ mình lớn hơn mình chút xíu không? Dạ, tuổi nó không có nằm trong cái gạch đầu dòng của em chị. Không quan trọng ha. Gạch đầu dòng là cần như thế nào? Em thích người phụ nữ nhìn khuôn mặt này phúc hậu, sống có trách nhiệm, biết suy nghĩ về gia đình hơn là cá nhân mình. Cái nhiều bạn xinh ơi là xinh, rồi cao, vòng gì đó. Vòng đó vòng gì? Ba vòng, số đo ba vòng anh. Bạn thích vòng nào nhất? Em thích cả ba. Bạn mấy vòng? Em không có vòng nào mà được rồi. Bạn đứng lên tôi coi coi. Ấn tượng rồi nha. Kiểu này kiểu gì? Nhân vật nổi tiếng Tam Mao. À,
biết rồi, cái thằng nhỏ cái đầu nó có ba cái giá phải không? Dạ đúng rồi chị. Bên đây có cái lưỡi à. Ở gì vậy? Đây lạ lắm. Đây ấn tượng lắm rồi, cảm ơn bạn. Đừng có làm bên đây người ta tò mò nè. À, Ngọc ơi, mình có đặt ra cái tiêu chuẩn gì cho người bạn trai của mình không? Thích mẫu người bạn trai vui vẻ hòa đồng là được rồi chị. Sống có trách nhiệm. Bên đây quá trách nhiệm. Trong tình cảm thì phải chân thật. Điều gì bạn không thích về người bạn trai? Em không thích người bạn trai nói nhiều. Nói nhiều quá đâm ra là nhiều chuyện. À, bên nhiều chuyện là nói khác. Nhiều đó. Nói nhiều là khác. Bạn có coi cái phim bên bạn bên kia nói không? Cái phim Tâm Ma? Có. Chắc về nhà em phải khuyên lại quá. Khuyên sao? Sửa cái mái tóc đi. Hồi nãy chị nói mái tóc ba chớp đúng không? Đúng rồi. Anh lên thì nói mái tóc chớp rưỡi. Bây giờ nói nghe nè, hôm nay em đến chương trình em đi với ai? Em đi với bạn em. Bạn em đâu? Rồi, chào chị. Mình chơi với nhau được bao lâu rồi chị? Dạ, cũng mấy năm. Mấy năm rồi, hiểu tính cách của nhau không? Dạ, hiểu. Thấy anh chớp rưỡi bển hợp với bạn Ngọc không? Dạ, không phù hợp. Sao vậy? Bên đây cũng làm từ thiện, bên đây cũng ăn chay, bên kia cũng vậy mà. Sao không hợp? Dạ, không có biết nói sao. Không biết nói sao, chỉ biết không hợp thôi. Dạ. Rồi, anh Thanh có bạn đi theo không? Dạ, có. Rồi, mời bạn anh coi thử phát biểu coi sao. Đâu, bạn Thanh đâu? Đâu? Dạ, chào chương trình ạ. Nãy chị nói là tính tình hai người không hợp, bạn thấy đúng không? Dạ, em thấy tính tình thì rất là hợp đấy ạ. Rất là hợp. Dạ. Bà, em chơi với bạn Thanh bao nhiêu lâu rồi? Dạ, cũng gần được một năm rồi ạ. Hai thấy người. Tính anh Thanh dễ thương không? Dạ, quá dễ thương luôn. Vậy bạn thấy bạn nữ bên này như thế nào? Dạ, cũng quá được ạ. Ồ, không hiểu sao chị kia là nó không được, mình tò mò ghê luôn á. Có thể chị kia không được nhưng mà chị này được. Đúng rồi, mình hy vọng như vậy. Cảm ơn bạn. Biết đâu được đúng không? Nhưng mà trước khi mà Tường qua coi mặt thì Tường cũng muốn hỏi lại Ngọc một tí nữa. Tại vì Tường cũng hơi băn khoăn là bạn của bạn lại nói là cái tính cách không hợp. Thì bạn có thể nói một chút xíu nữa về cái tính cách của mình thôi. Chắc là do cái anh này ảnh hay nói đùa. Em không thích những người hay nói đùa. Ủa, nói đùa là vui với em, đâu có gì đâu. Hỏi thiệt nè, là bây giờ Thanh đã muốn thật sự muốn lấy vợ lắm chưa? Cái đó là hiển nhiên là muốn rồi. Bây giờ bạn muốn điều gì ở cái người bạn gái của mình? Có những cái hướng suy nghĩ cùng em về như là em cũng thích kinh doanh làm. Hai người lấy nhau kinh doanh đồ chai được đó. Hiện tại bạn đang ở với ai? Dạ, em ở trọ với lại một bạn. Rồi nếu như mình tiến tới kết hôn thì mình lấy nhau thì sẽ có một cái bạn kế hoạch như là xây dựng cái nhà trước, rồi làm những cái vấn đề nào, rồi kế hoạch sinh con gì đó. Tôi sẽ cố gắng mai mối cho bạn. Mình sẽ thuyết phục giùm ha. Cố gắng ha. Dạ, những cái gì mình nói là mình phải cố gắng làm được hơi ha. Chút xíu. Bình tĩnh, hết sức bình tĩnh. Rung không bạn? Dạ. Hồi hộp. Hồi hộp hả? Có bao giờ hồi hộp vậy chưa? Lần thứ hai. Lần đầu là lúc nào? Lần đầu là bạn gái. Đâu? Bạn gái đầu tiên cũng hồi hộp. Bạn gái thứ hai cũng hồi hộp. Bạn gái thứ ba có hồi hộp không? Mình quái thứ ba chắc chưa tương lai rồi không có gì. Rồi bớt rung đi nha. Rồi chào bạn. Chào em, chào anh. Tôi nghĩ rằng hai con người có cái tấm lòng như vậy rất là tốt, có thể rất hợp với nhau. Biết đâu về bạn chế cơm chay ra rồi hai người kinh doanh quán cơm chay thì sao, cũng được chứ bộ. Trước tiên mình thấy cái tâm là hợp với nhau rồi. Em cũng hy vọng là vậy. Hy vọng là vậy. Bạn thích người đàn ông mập cao ốm hay là như thế nào? Em không thích người đàn ông mập. Ốm thì ốm quá em cũng không thích. Vừa người thôi. Anh nghĩ rằng hợp với người này cũng ốm lắm đâu. Cũng vừa thôi ha. Rồi. Được rồi. Chung á là chị thấy là anh nó cũng được. Rất là chân thành. Còn cái vấn đề là mình cảm nhận như thế nào thì cái đó chị không thể nói được. Mình thấy anh ấy rất là chân thành. Rồi chúng ta sẽ kéo màn lên. Muốn tiến tới hôn nhân. Đi một con đường có kế hoạch đàng hoàng ha. Mình căng thẳng không? Xem sao. Bình tĩnh nha. Chúng ta có 2 phút để gặp nhau. Hồi hộp chờ đợi, 2 phút bắt đầu. Chào bạn. Chào anh. Mình tặng bạn cho anh. Cảm ơn anh. Bạn ơi, mình sẽ có cuộc hẹn lần 2 ha, trong rạp chiếu phim. Bạn lấy mình cùng nhau bấm nút ha. Bạn ở quận mấy bạn? Quận 6. Quận 6 thì qua Lê Văn Quế gần mình á. Đúng rồi. Nhân viên bán sữa sao uống sữa ốm vậy? Dạ, bán sữa chứ không có được uống sữa. Được lâu cũng lấy uống cho nó mập chút chứ. Sao tóc này giống cái gì giống đó? Giống màu không? Cũng không giống lắm. Hơi thôi. Nó dài ra là nó đẹp lại. Dạ, nhớ gắn sức keo vô thì nó đẹp lại. Vậy bấm nút nha bạn ha.
lo lắng như vậy. Dạ. Tiếp tục đi, tâm sự đi. Này muốn vợ lắm hay sao cứ bấm nút đi coi phim hoài. Hỏi hẹn hò rồi kế hoạch mình tính sao chưa gì trên cái đồ bấm nút đi coi phim hoài. À, bạn cảm nhận về mình như thế nào? Thấy cũng được. À, thấy cũng được là được rồi, thấy được là được rồi. Giờ bạn quay nữ xuống thuyết phục chị kia một câu kìa. Bạn nữ cảm nhận sao? Thuyết phục chị đó một câu kìa. Mình nghe lời chị lắm. Ừ. Đó. Nói gì với chị một câu đi. Chị suy nghĩ lại nha chị. Trời ơi, hết giờ. Đây. Chúng ta có 3 tiếng đếm. Tự tìm. Suy nghĩ thật kỹ nha. Quyết định bấm nút hay không bấm nút. 1 2 3 Hết giờ. Bạn nghĩ sao khi đồng ý nhấn nút chọn bạn trai kế bên? Em thấy bạn trai này có cùng chung cái ý tưởng với em thì em thấy gì mình tìm hiểu thử xem. Hai người nắm tay nhau đi. Vậy nắm... được rồi, vậy được, em thích vậy ha. Làm gì gồng như vậy? Cảm giác khi bạn gái nắm tay sao cứ nắm tay đi bạn. Để coi anh cảm nhận sao. Rung. Hùng gái. Không biết coi sao. Người ta chưa đồng ý. Hả? Xin đi, xin thử thôi. Có chị ạ. Mình phải quyết liệt vô chứ, xin đi. Mau lên. Mạnh dạn vô, trời ơi, xin đi, nói mau lên. Đấy, 2, 3. Chị không cần. Đây rồi, mời bạn ấy đi, mời đi. Được như ước nguyện rồi đó, mời đi. Bạn đi. Rồi, hai mình cùng đi ha. Ừ. Ủa, hai mình cùng đi ha. Ừ. Hai ừ. Cả hai. Người ta ừ chưa? Ừ đi.